Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với trận đánh ở lâu đài Osaka trong vai của Độc Nhãn Long và cái người phó tướng của anh ta ha. Rồi. Rồi thôi bỏ qua đi, cái này thì ai cũng biết rồi, khỏi cần coi. Rồi, ok. Rồi, ok. Có vẻ như đúng là bây giờ nó không mắc cái lỗi đồ họa nữa các bạn. Nói chung là tóc hay là trang phục của các nhân vật là nó không có đổi với nhau nữa. Nhưng mà bây giờ nó lại xuất hiện cái lỗi hay crash thôi. Nó được tránh được cái lỗi này lại mất cái lỗi kia, buồn dễ sợ. Rồi. Có vẻ như là cái trận đánh này sẽ có khả năng khiến Kojuro mất nè, cho nên là ông Độc Nhãn Long ổng không muốn điều đó. Như là hai ông này thân nhau như bạn bè mà đâu thể nào mà ông Độc Nhãn Long chấp nhận để ông này tham gia một cái trận đánh mà nó quá nguy hiểm được, không nó dạng như nguy hiểm thì phải lui chứ không thể nào. Đây là lần cuối cùng ổng phục vụ Độc Nhãn Long rồi các bạn. Hai người này chủ tớ tình thâm mà khác gì anh em đâu. À, con ngựa đó là ngựa 30, là con ngựa hơi ngon ấy. Nhưng mà nhìn chung thì cũng thường thôi. À, để coi ông này thì giờ ổng đang lên đồ được khá là ngon. Mà cái này thì vẫn ngon hơn, thành ra là thôi gắn ba cái này vô. 7 dòng, ôi trời, ồ hên vậy. Vừa có bao nhiêu mặt, cái băng với cái thổ thì nó lại đối nhau, hơi dở. Ông Độc Nhãn Long thì giờ ổng vậy rồi. Cây này của ổng đang ngon, giờ kiếm được cây nào ngon hơn đâu. Tại vì ngon mà phải có cái may mắn cơ, chứ còn không. Ngon mà vậy thì cũng thường không có cây nào 30 luôn cơ mà. Cây này còn bèo hơn nữa, cây này ít nhất thì nó còn được may mắn. Nó 5 vòng, cây này có không có cái tử nè, có may mắn gì cũng đâu có hơn cây này. Rồi ok, nâng cấp thì ông Độc Nhãn Long thì chắc xong rồi, thiếu một cấp nữa là nâng được rồi các bạn. Nâng đường nào cũng chưa thấy cái vũ khí gì của ổng, là hơi buồn luôn á. Đây, nâng qua đây. Rồi ok, ông Kojuro thì không biết có cái gì đây. Ông này chắc tăng được cái đép thôi chứ được cái gì đâu. Rồi như giờ ông này cũng có cái đép rồi. Có cái bơm máu rồi nè. Rồi ok, vậy đi. Có thêm chiêu cũng đỡ. Rồi ok, chúng ta đến với lâu đài Osaka nè các bạn. Ok, với lại như hai ông này là cũng không cần gì nữa đâu. Ra trận về được rồi, ông kia phải nói quá trời thuộc tính luôn chứ ghê thiệt. Rồi đây, lưu lại một cái là chắc ăn. Cái này nó ra, cái thuộc nó ra, cái ngẫu nhiên là nó đầu tư hơi dở cho mình. Lại bị đánh ve về. Rồi xong. Trận này là có ông Hidetada luôn. Tức là mặt chúa thứ hai đấy. Là lúc này là ông này còn mới là thái tử rồi, chưa được kế nhiệm. Lúc này thì dòng họ Tokugawa đã thay thế họ Toyotomi làm Shogun rồi. Và về cơ bản thì ngoài thái tử là chưa có định. Với lại lúc này là nhà Toyotomi là vẫn còn tồn tại. Chỉ tiếc là ông Hideyori ổng nghe lời mẹ quá. Ổng xui, ổng thế à, yếu rồi không có tài năng mà bài đặt đòi tinh hùng với tôi qua rồi dở. Rồi đây, xích lên. Thật ra nói chung là cái chết của ông Hideyori là do không biết lượng sức mình thôi, với lại dạng như làm việc lớn mà lại đi suốt ngày là phụ thuộc vào cái sự chỉ điểm của người khác thì ổng dở rồi. Biết sao giờ.
cái vận mua cái nhà Toyotomi cái đó là hết. Chứ đại chưa kể là ông Hideyoshi với ổng mắc dở cái là ổng để cho vợ mình can thiệp hơi nhiều, bà cha bà phá banh nhà Toyotomi luôn. Cái người thật ra phụ nữ mà can thiệp vào công việc của chồng thì cũng còn tùy người. Ví dụ như bà Nene thì được, ví dụ là dạng người phụ nữ phải cũng phải là người phụ nữ có năng lực, có tài. Còn cái bà cha vô bà phá banh nhà Toyotomi luôn mà. Chẳng qua là bà sinh được con trai thôi, xui là nên xui cho ông Hideyoshi là vợ ổng bị vô sinh, chứ bà Nene không vô sinh thì ổng không cưới bà khác rồi. Ổng không cưới bà khác thì có lẽ là lịch sử gia tộc của ổng là có thể là tốt hơn rất là nhiều luôn á. Xui người ta nói giống như ý trời rồi các bạn. Tất nhiên là nhiều người nói là nếu là sự thương vợ ông sinh được con thôi cũng đâu cần phải cưới vợ khác, nhưng các bạn phải hiểu là tại giờ thời điểm ngày xưa đó thì cái việc mà phải sanh ra được con trai nó vô trong đường đó là cái nghĩa vụ của người đàn ông. Cho nên đó là nếu mà không sanh được con trai để mà nó vô trong đường hay không có con á là người ta ngại lắm. Cái đó không phải là chuyện riêng nữa mà là chuyện chung của cả nhà luôn. Thậm chí ngày xưa nhiều khi ông bà mình còn nói vui là ăn thì ăn cho mình, nhưng mà cưới vợ thì cưới cho cả nhà, tất nhiên phải cưới về cả nhà tại chung. Mà vấn đề là cưới ở đây là nó còn cái quyền lợi của gia tộc nữa các bạn, chứ không phải chỉ gia đình yêu thì cứ cưới đâu. Ông bà mình thì không có đề cao cái chuyện cưới đó, cưới chuyện đó là về dễ chửi lắm. Nhưng khi cưới là phải cả nhà phải đồng ý cho người đó về làm dâu mới chịu mà. Đấy, bởi vì nhiều khi nó phiền nhiều cái các bạn không. Lòng những lòng chả nó có vũ khí nào ngon mà chiêu cũng chưa có chiêu nào hay. Rồi xong, vô tiếp. Này thì ổng đã kích cái tử lên rồi là khỏi chê luôn. Ông này chưa có cái chiêu quýnh thuộc tính với ông kia, mà tại ổng vẫn có cái chiêu của Trúc Anh đó các bạn. Cái chiêu mà mình vừa chỉ còn là mình có một cái thanh năng lượng thôi là mình kích được cái mình được quýnh thuộc tính thoải mái luôn. Rồi đây, có thuộc tính trong tay rồi, mấy chú đừng có đùa với anh. Ông này là hơi dở, bây giờ mình có thêm cái băng nữa. Cái băng này thì nó không giúp chúng ta ra đòn kích thì mình kết liễu được, nhưng mà nó lại lợi qua cái khác các bạn. Rồi xong, quýnh cái thuộc tính kiểu ông này là bó tay luôn à, quýnh nó không kịp thở luôn. Hai nhân vật này đi cậy đồ muốn ngon lại không ông nào có cái chiêu để mà cậy đồ hết. Đấy, Độc Nhãn Long chạy qua bên này đi, đứng bên đó là nguy hiểm lắm. À, bà Kai đang ở đây luôn à. Bà Kai ở đây là bá đạo rồi. Nó đang có thuộc tính, cái tử nó kéo máu tướng kinh lắm. Lính thì coi như chúng là chết luôn. Rồi đây, đứa ai đùa với Độc Nhãn Long. Ông Độc Nhãn Long cái chiêu ông đánh rất là nhanh, cho nên nó là chơi ông này cảm giác cái gì kem nó còn tăng lên nhanh nữa. Thành ra là chơi nó là phê lắm. Đúng lúc luôn á. Đó. Đó các bạn thấy cái tử lợi hại không? Cái ông này ông đang được kích chiêu lên ông đánh khá là kinh. Mà mình ra vô tình ra được cái thức nhất, mặc dù cái thức nó không hoạt động lắm. À, Gotaro Kuma đây rồi. Bên Oni Musa thì ông này dạng như một chính diện, nhưng mà bên mấy cái game của Koei làm thì ông này thường là dạng được xếp vô dạng phản diện nhiều hơn. Dạng không phải là cái người chánh đó các bạn, nhưng mà tà thì cũng như nói tà nó như là tà không ác rồi, đúng không? Đây, có ông này nãy giờ không chạy đi luôn mà đứng đây quýnh lính á trời. Rồi lại đây, bản này thì nó hay cái là nó cho phép chúng ta hít 6 bội ngựa. Trong lúc đang đánh còn Warriors Uchi, mấy cái bản hay là mấy cái bản cũ của cái dòng game Samurai Warriors thì tao bất chí á, là toàn phải đứng lại mới gọi ngựa được không à. Đôi khi nó hơi bất lợi cho mình. Rồi cũng may là nhiệm vụ này nó không có tính giờ, không mà cũng thua rồi. Ninja mới nhảy qua được chỗ này, còn mình là người thường phải chạy bò phải đi dừng vòng.
ninja thì nó được lợi cái tiếc là trong bản này thì không có nhiều nhân vật ninja cho lắm. Ông này đánh hơn đỉnh luôn. Rồi nhào vô chơi. Bây giờ là tướng bên mình không ai chết, không là mình là bị phạt nữa là cũng phiền. Rồi đây nhào vô, có thêm phân thân kỹ thuật nữa. Đang đứng ở cái thế này rồi thì hầu như là không lo gì mấy thằng này. Nó có thêm cái băng này lợi hại thiệt. Lưu này đề phòng rush game thôi các bạn. Không có chức năng này nó rush game là coi như bỏ game luôn á. Tại vì chúng ta cứ bị chặn lại hoài, thua luôn, không chơi tiếp được. Cứ nó đang chịu như đang chơi gần hết mà nó rush làm chịu luôn á. Có đọc nhắn lông sao ông đứng đây hoài ta, nó quýnh ông quýnh bực tôi mới đúng chứ. Rồi ok, đây tới lượt ông đồng nhẫn long chơi. Chiêu thường của ông này không ngon các bạn, ổng đúng kiểu chỉ có đánh đòn hyper là ngon thôi, còn mạnh của ổng không chỉ chắc ngon nữa. Đây thử dùng chạy chơi thêm cái ảnh phân thân chi phục nữa thì ối trời ơi luôn. Này cái chiêu chiếu này là lấy của bà con Nico nè, quýnh phá được thế thọ đỡ của bài luôn rồi, bằng chi thơ thấy là đỉnh rồi. Ông chà, dí được tướng bằng đòn hyper là hơi bị hay đấy. Thôi thì cái đánh dí được tướng mà bằng hai đòn hyper là toàn may thôi. Rồi đây khúc này là đấu với con Konoichi này, nó giả bộ làm Hiroyori thôi. Rồi đây rồi ok, chủ tớ cùng tung chiêu thôi bạn ơi, nó là con Funoichi đấy, không phải là Hideyori đâu. Rồi lưu phát như ở đây có cái thùng thì phải, à thùng gạo hả, đang cần cái thùng vũ khí cơ. Nhớ ông này có là ta. À đây, để nó nhớ có mà. Rồi, ok, vô. Rồi, xong một tướng. Hai ông này chưa ai luyện được, chưa lấy đồ mà lấy là toàn lấy ngựa không, chả biết lấy ngựa làm cái gì nữa, khổ thiệt. Thật ra lúc mà chưa cập nhật đủ DLC thì mình cũng cần ngựa dữ lắm, nhưng mà thật sự là khi mà có một con ngựa 30 rồi thì không cũng chả cần lấy ngựa khác làm cái gì. Chứ đại tại bản này nó không trọng cái đánh trên lưng ngựa, mấy bạn kia nhiều lúc phải chưa có đồ hyper phải dùng ngựa nhiều, còn bản này thì hầu như cái con ngựa nó cũng không có nhiều cái vai trò lắm. Tại đa phần là mình có đoạn hyper rồi mình chả còn ngồi trên lưng ngựa để mình chạc làm cái gì cả. Này không phải chánh tướng thì hầu như không đỡ nổi cái đòn tử của mình. Cái này tướng giống như tướng clone luôn rồi. Để giống như là cho có tướng chỉ huy đội quân thôi chứ chả có cái gì. Quýnh mà cứ phân thân rồi làm đủ thứ. Mình chơi nó chưa đặc biệt khá là nhiều luôn. Đỡ được mà vẫn chuẩn bị chuyển qua trạng thái này nữa là biết rồi các bạn thấy không. Thuộc tính của anh này quá nhiều luôn. Từ mỗi cây 20 thôi mà quất lên cây 7 vòng rồi, nó là quá đỉnh rồi còn gì nữa. Rồi đây à, kia, ông kia quýnh chậm chậm nhưng mà ông càng được nhiều mà cũng lâu. Rồi đây
Chỗ này thì thức thứ tư của ông này cũng lợi hại lắm đấy. Đó, đánh quá đẹp luôn. Gần như là quýnh mà không đối phương không ra được lính luôn rồi. Rồi còn mỗi ông Hideyori ổng trốn ở trong thành chính rồi. Ở lâu đài Osaka này phải nói là cái phòng tuyến cuối cùng, cái chỗ phòng thủ cuối cùng của nhà Hideyori rồi. Năm trước thì thật ra lúc mà thắng ở trận Kitagahara thì Tomiwa cũng không có ý định diệt nhà Toyotomi. Chẳng qua là ông Hideyori ổng không chỉ là thất bại thôi. Chứ nếu mà năm đó ổng chấp nhận ở yên làm chư hầu của nhà Tomiwa thì có lẽ là tốt rồi. Chung là ham cái vinh quang xưa thôi. Cả người non dạ lại nghe bà má máu nữa. Tham vọng, nhưng mà tham vọng là ngu quá các bạn không? Tham vọng mà không biết là kiềm chế, không nhận thức được cái sức mạnh của mình, sức mạnh của người là nó quá trên là không đủ sức sống của người những cái đội đấu. Tất nhiên là đang nắm quyền trong tay, có đứa nó thắng mình nó giành cái quyền đó thì cũng tức thật. Nhưng mà có điều là phải hiểu là mình là ai chứ. Mình hay nói vui là làm người phải biết mình là ai, làm sai phải biết sửa. Thấy lửa là phải đổ thêm khí dầu, mà thấy nhảy lầu là phải hô to khổ ủng. Đồ vui thế thôi. Nhưng mà đúng là làm người phải biết mình là ai, không nên tranh hơn với người nếu mà chúng ta không có năng lực tự. Ây da. Rồi, ok. Yukimura và Tsunoichi và đi hết rồi. Rồi, ok, đọc những lông chặn ngay chỗ này là đẹp luôn. Hideyori chạy hướng này mà. Ông này đòn hai bơ của ổng thì cũng không hay lắm. Ông này không phải là tướng hai bơ. Cái đòn đình nặng của ông này thì nó hơi nặng xíu. Đánh hơi chậm. Rồi đây, ok, đuổi theo Hideyori ngay. Ổng chạy thoát tới đó là mình thua đấy. Rồi, cái cửa kia nó chặn rồi, ông đòn những lâu không ra hướng đó được. Game nó tính hết rồi các bạn. Cũng may là con ngựa mình chạy lẹ đó, chứ khúc này không có ngựa tốt là bạc mình nó chứ đùa đâu. Cũng may là bản này nó cho ép ngựa chứ lúc mà không có DLC các bạn không ép ngựa được là con phải luyện ngựa như bên Tam Quốc là chỉ có chịu chết thôi. À đây bạc cai đây. Cho đi ông đồng nhãn long xuống đánh bạc cai, mình để đây mình dí ông Hideyori là được rồi. Mạng này quýnh nãy giờ thấy cũng làm được cả đống nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ cũng khá là ngon ấy chứ đùa đâu. Rồi đây, lấy được đồ tương đối ngon. Mấy nhiệm vụ này nãy là thấy là hiện ra một cái vũ khí vàng luôn ấy chứ phải đùa đâu. Rồi đây, thuộc tính. Tùm lum thuộc tính ấy, thì mấy này chết chắc. Đây nhiều tướng lắm các bạn. Khoan, để cho ông đọc những lâu ông đánh mặt ai cái đã. Không lại bỏ phí mất một tướng thì rất là uổng. Tánh là nó có tỷ lệ ra đồ mà. Không biết là có ra đồ được đồ xịn hay không, nhưng mà cứ chơi trước đi là tính. Khoan để lưu lại phát cho chắc ăn nó rác, mấy khúc này là chết mình đấy. Lộn hướng. Bà lady này hơi bị đỉnh rồi, không nói. Thầy, không chỉ cần dính cái thuộc tính hổ thôi là chết liền. À đây lấy được vũ khí rồi, hy vọng là lần này ông lấy được cây nào xịn tí. Rồi ông này thì hết cái kia rồi mà thôi cũng sao. Rồi nhảy lên, chơi. Rồi, ok. Ra cái tiền này cũng được. Đó rồi, Hideyori rồi. À, ổng gục luôn rồi các bạn. Đỉnh mặt non chạc rồi. Rồi, ok, nói vậy chứ chưa xong đâu các bạn. Còn xuống đánh với lại Ukimura Sanada nữa. Ông Độc Nhãn Long thì ổng phá vây khá là giỏi. Rồi đây, còn mỗi ông Yukimura Sanada thôi. Ổng cố gắng giết Ieyasu là để trả thù cho chủ. Nói chung cái trận này đông Tây quân thua chắc rồi. Từ nhà Toyotomi là phải vong thôi. Vấn đề là trước khi chết phải giết được kẻ thù mà.
Đây là ở đây gần đây nó cũng có một cái thùng, là đôi khi hay quên lấy cái thùng rồi lắm. Mình chặn được ông này trước khi ổng vô được thành hay là trong 2 phút rồi thì cũng ok. Đây được rồi, cho Độc Nhãn Long cái vinh dự này đi. Đây, nhào vô. Ổng bỏ qua mình luôn à. Ai chà, bỏ qua Độc Nhãn Long này là không vui đâu nha. Cũng ba đen mới là chế độ khó nhất, chứ không cái đám tướng của mình nó vô dụng lắm. Ủa, sao mình lại không được đánh ông này? Hoa đã, cho ông này về đánh Yoshimura đi, mình sẽ lo mấy thằng tướng kia. Rồi đây, nhào vô. Ây da, lợi hại dữ ta. Mày thì đùa với anh. Rồi, vô tiếp tăng nữa. Có cái hưởng tử này rồi là khỏi chê. 2 súng mà bắn kiểu này nữa thì đỉnh rồi. Tha hồ mà ăn mấy cái này luôn. Phải chết một. Hình lỡ tay. Thấy con nào sau lưng mình đứng quơ luôn cho một phát. Nó buồn hết hết chỗ nói. Rồi thôi, nhiệm vụ cuối cùng là thất bại rồi, mà nhiệm vụ là lấy tiền thì mình cũng trả tiếp. Rồi, ok. Nói chung là sau chiến thắng này thì cái vận mệnh của nhà đây là có thể an toàn rồi. Nhà đây nhìn chung vẫn còn phục vụ thiên hoàng cho đến phục vụ tướng quân cho đến tận thời cách mạng chiến tranh Boshin, mà tức là cái giai đoạn mà cải cách Nhật Bản. Ở đây, đây là nhiệm vụ đặc biệt cái nè, tại vì nhiệm vụ này là phải kích hoạt khi mà có hai người thất bại cái này thôi, chứ là nhiệm vụ này là trước khi ông này chết, là để cho ông này đánh bại được Yoshimura. Rồi thôi cũng không quan trọng, nhiệm vụ lấy 200 đồng vàng thì trả tiếc làm gì. Rồi ok, đây để coi coi bữa nay có lấy được món nào hấp dẫn hay không. Ông này lấy được đồ hơi nhiều, mà chỗ không cần đồ, ông có cái hệ phong rồi, phong thì không ngon bằng kia, vừa phong vừa băng thì cũng được. Ai chà, cái lôi thổ này thì không ngon. Wow. Ôi trời ơi, hoàng kim vũ khí luôn rồi, vũ khí hoàng kim luôn rồi các bạn ơi. Rồi thôi, cái món này là thôi chắc chắn là mình dùng nó rồi, không cần nâng cấp, không cần gì nữa. Nó là vũ khí đỉnh, coi rồi 8 vòng luôn. Cây này là mát luôn các bạn. 50-50 luôn. Rồi ok, ông này quá đỉnh. Rồi đây, ông Độc Nhãn Long mà vẫn chưa có món nào ra hồn hết. À, có món này cũng được, nhưng mà không ngon lắm, tại cái lôi với cái choáng không có, nên nó không có hợp nhau, lấy thì cũng không được nhiều lắm. Nó xuất hiện lại cái bất đồ họa rồi này. Buồn cuộc đời ghê vậy đó. Nãy giờ nó không rap, nhưng mà nó lại xuất hiện là cái bất này. Thiệt, không lỗi này phải lỗi kia các bạn. Buồn ghê. Ông này thì khỏi còn đem đi luyện, ông có vũ khí xịn rồi. Đây là như là đầu tiên mà mình lấy được cái vũ khí xịn 50-50 luôn á. Ok, chúng ta mở được một chiến dịch nữa. Rồi ok, đó, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là La Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.